Thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh Tiếng Anh Phổ Thông Mr. Long Linh. Chúng ta tiếp tục với các video của Unit 7. Và bây giờ chúng ta đã sang bài tập cuối cùng của phần luyện nói rồi. Bài tập số 4. Bài tập số 4 của phần luyện nói là tiếp tục là người ta đề nghị mình làm việc theo nhóm. Và đây là một bài tập tổng hợp trên cơ sở của kết quả bài tập số 2 và bài tập số 3 đó các bạn. Là người ta đề nghị mình là nói về những vấn đề mà những vấn đề về quá tải dân số này và đưa ra những cái giải pháp đó, nói về những vấn đề quá tải dân số và đưa ra những giải pháp và sử dụng những cái kết quả của bài tập số 2 và bài tập số 3. Rồi, vậy thì bây giờ trên cơ sở đó thì thầy cũng đã cố gắng tập trung, thầy biên soạn, thầy nơi đưa ra cái bài tập luyện nói rất là hay cho các bạn, và hy vọng các bạn thấy những điều này có ích cho các bạn và các bạn tiếp tục hoàn thiện cái kỹ năng nói của mình. Rồi, bây giờ mình bắt đầu. Trước khi vào cái bài tập số 4 này á, có một số điều mình cần phải góp ý, cần phải gợi ý lại cho các bạn để cho các bạn nắm được cần phải nói như thế nào. Ví dụ như cái vấn đề mình nói trước này. Cái vấn đề trong một cái bài nói của mình á, các bạn cố gắng nhớ tập trung là nói được ba cái đoạn chính. Đoạn đầu tiên là đoạn cái body one này các bạn này, là cái đoạn đầu tiên là chúng ta phải nói những vấn đề này. Cái thứ hai là chúng ta phải đưa ra được những cái giải pháp. Thứ ba cũng là giải pháp, nhưng vậy là cái giải pháp thứ hai là giải pháp liên quan về mặt chính phủ nè, và giải pháp thứ ba là liên quan đến những cá nhân đó. Như vậy là các bạn để ý là đầu tiên là nói vấn đề, thứ hai là giải pháp, mà trong giải pháp đó là có giải pháp của chính phủ và giải pháp của từng cá nhân. Rồi, vậy thì trong cái phần nói thì mình hướng dẫn các bạn hiểu trước, rồi sau đó mình sẽ giúp các bạn phát âm luôn nha các bạn nha. Rồi, vậy thì bây giờ mình giúp các bạn một vài từ để các bạn hiểu cái đã. Ví dụ cái từ housing này á, là nơi ăn chỗ ở này. Rồi bronchitis là bệnh viêm phổi, viêm phế quản đó các bạn nha. Bronchitis là bệnh viêm phế quản. Rồi pneumonia là bệnh viêm phổi. Đó, bệnh viêm phổi này. Pneumonia, tại sao mình đề cập đến những cái này? Bởi vì những vấn đề của quá tải dân số đó bạn, nó sẽ gây ra những cái khó khăn, những bệnh tật đó, vân vân đó. Rồi desperate là liều mạng, nó liều lĩnh á. Rồi foster là cổ vũ, thúc đẩy. Keep them occupied là giữ họ bận rộn á, có nghĩa là làm cho họ không có nhàn cư. Rồi họ, người ta thường nói là nhàn cư vi bất thiện đó cả các bạn, cho nên là giữ họ luôn có công việc, luôn bận rộn với thời gian của họ thì đương nhiên họ sẽ làm tốt cho cuộc sống, đúng không nào? Rồi cái naturally là tất nhiên đó các bạn ha. Rồi đó là một số từ mà các bạn sẽ gặp trong cái bài nói của chúng ta. Rồi bây giờ mình giúp các bạn hiểu trước nha. Nhiều quốc gia hiện tại là đang trải qua những vấn đề, mà những vấn đề đó được gây ra bởi cái dân số phát triển quá nhanh, và cả các chính phủ và cá nhân đều phải có trách nhiệm để tìm ra nhiều cách thức để vượt qua những vấn đề này, giải quyết những vấn đề này. Đó là cái đoạn mở đầu của thầy. Thầy đã đề cập rất là gọn cho các bạn. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào từng cái đoạn cụ thể. Quá tải dân số có thể dẫn đến sao? Có thể dẫn đến việc hình thành nên những nơi ăn chốn ở mà có chất lượng thấp này và đông đúc ở nhiều thành phố lớn. Những ngôi nhà đông đúc và chất lượng thấp đó có thể sao? Có thể là nguyên nhân của những vấn đề sức khỏe đáng kể, quan trọng, và nó là kết quả của, nó là nguyên nhân gây ra bệnh tật, chẳng hạn như là bệnh viêm phế quản hồi nãy mình nói các bạn đó, và bệnh viêm phổi, vân vân các bạn nha. Tí nữa mình dịch mình nói các bạn nghe. Cái hậu quả nghiêm trọng khác của quá tải dân số làm cái sự gia tăng tỷ lệ tội phạm khi điều kiện sống nghèo nàn khó khăn có thể dẫn đến những người trẻ thực hiện những hành động, những biện pháp liều lĩnh và quay ra là phạm tội hoặc là sử dụng ma túy, nghiện ngập đó. Các bạn thấy chưa? Rồi bây giờ đưa ra giải pháp nè. Đó, mình đã trình bày những vấn đề rất là hay rồi, đúng không các bạn? Rồi bây giờ mình đưa ra giải pháp cho người ta nè. Đối với về mặt giải pháp này sao? Tôi tin rằng chính phủ nên có trách nhiệm lớn lao, có thực hiện trách nhiệm lớn lao. Trước hết là chính phủ, là nhà nước này, phải cung cấp những cái ngôi nhà
cần thiết, đó, những cái nơi ăn chốn ở cần thiết, thiết yếu, và việc chăm sóc sức khỏe cho tất cả công dân của nó. Thứ hai, cái việc thành lập nên những cái dự án cộng đồng để giúp đỡ, làm sao bạn cổ vũ tinh thần cộng đồng nhiều hơn nữa và giúp cho những người trẻ rời khỏi những con đường, có nghĩa là giúp những người trẻ không có lang thang trên đường đó, tìm cho họ công ăn việc làm đó các bạn, vân vân. Đó là một ý tưởng tốt. Ví dụ là những câu lạc bộ thanh niên này, hoặc những lớp học buổi tối cho các bạn tuổi teen, những bạn thanh niên tuổi teen đó, sẽ giúp cho họ sao các bạn bận rộn này. Đó các bạn thấy chưa? Rồi, đó là góc độ nhà chính phủ. Bây giờ là góc độ của cá nhân chúng ta, mỗi cá nhân. Về bản chất làm sao? Về bản chất cá nhân này thì sao? Về bản chất mỗi cá nhân cũng nên cố gắng nói chuyện những vấn đề này, đó, trao đổi giải quyết những vấn đề này, trao đổi nói chuyện những vấn đề này. Họ cũng có thể hình thành, tạo nên cái gì các bạn? Những cái khu vực được, những khu vực quan sát khu phố này, có nghĩa là những cái khu vực được quan sát khu, ở khu phố đó, có nghĩa là quản lý, họ quản lý giống như là những cái khu vực mà có sự giám sát rất là chặt chẽ ở từng khu phố một đó bạn, để giảm thiểu những tội phạm hay là giảm thiểu những vấn đề tiêu cực đó, để cố gắng và giúp đỡ giảm thiểu cái những cái trình độ hay cấp độ cao của tội phạm, có nghĩa là tóm lại là cái chỗ này là giảm thiểu tội phạm đó các bạn. Đó. Rồi, do vậy sẽ là rõ ràng rằng là những vấn đề mà bị gây ra bởi vì quá tải dân số là rất nghiêm trọng. Và nếu chính phủ và những cá nhân chia sẻ trách nhiệm tập thể, đó, chia sẻ một trách nhiệm tập thể, một trách nhiệm cộng đồng tập thể đó, lúc đó nó có thể sẽ sao các bạn, là trở nên rất có thể để cung cấp một số giải pháp hiệu quả. Đó, đây là một cái cách viết của mình mà mình đang cố gắng cách nói và cách viết, và mình thoát khỏi cái tư duy của những người Việt Nam mà dịch sang tiếng Việt rồi nói sang tiếng Anh. Đây là cách nói của chúng ta để thoát ra khỏi cái kiểu mà dịch đó các bạn, mà mình nói theo đúng với tư duy của người bản ngữ luôn đó các bạn ha. Rồi, bây giờ mình giúp các bạn nói cái chỗ này nhá. Thì nói này là đơn giản thôi. Các bạn cứ tự tin, không có gì cả, nói chậm các bạn hiểu ngay. Các bạn hình dung cái phương âm của nó. Rồi. Many countries are currently experiencing problems caused by rapidly growing populations, and both governments and individuals have a duty to find ways to overcome these problems. Overpopulation can lead to overcrowding and poor quality housing in many large cities. These housing could cause significant health problems, resulting in illness such as bronchitis or pneumonia, etc. Nhớ etc trong văn viết rất là quan trọng, văn nói chúng ta cũng có thể nói etc là viết tắt của cái banner văn văn đó các bạn này, đó viết tắt của từ này nè, etc này, phiên ngôn quốc tế nó nè. Another serious consequence các bạn nhá, of overcrowding is a rising crime rate, as poor living conditions may lead young people to take desperate measures and turn to crime or drugs. In terms of solutions, I believe that the government should be largely responsible. Firstly, the state provides essential housing and health care for all its citizens. Secondly, setting up community projects. Đó các bạn nhé, nhớ ba âm cuối luôn này,
projects to help foster more community spirit and help keep young people off the street is a good idea. For example, youth clubs or evening classes for teenagers would keep them occupied. Naturally, individuals should also try to address these problems. They could also form neighborhood watch areas to try and help reduce the high levels of crime. Therefore, it is clear that the problems caused by overpopulation are very serious, and if governments and individuals share a collective responsibility, then it may well become possible to offer some solutions. Đó. Rồi, như vậy là bài tập số 4 chúng ta cũng đã nói và chúng ta đã làm xong rồi. Hy vọng các bạn thấy video này tốt, các bạn nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn các bạn ở những video tiếp theo. Chào các bạn.